Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhà bếp là nơi nấu nướng mà chị em thường dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình. Chính vì vậy, phòng bếp thường được gọi là trái tim của căn nhà. Nhưng theo phong thủy, nó còn được xem là nguồn năng lượng và có thể đem lại tài lộc cho gia chủ, chiếm vị trí quan trọng đối với mỗi căn nhà. Ngoài phong thủy phòng ngủ, việc xem phong thủy nhà bếp theo tuổi, mệnh là một điều quan trọng quyết định sự thịnh vượng, tài lộc cho cả gia đình. Việc xây và bố trí phòng bếp như thế nào cho hợp phong thủy còn là vấn đề không bao giờ cũ. Chính vì vậy, chương trình hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về phong thủy nhà bếp nên và không nên, cách đặt bếp đẹp, hợp phong thủy giúp bạn áp dụng được cho cả không gian bếp trong nhà ở, nhà chung cư, nhà hàng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Nguyên tắc thứ nhất, bố trí bếp theo âm dương, ngũ hành để bếp không bị thủy khắc. Phòng bếp là nơi lưu giữ thức ăn cho cả gia đình, là nguồn năng lượng chính cho tất cả mọi người để duy trì sự sống. Thông thường, những người đầu bếp rất chú trọng tới việc chế biến các món ăn của mình. Thức ăn có ngon hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của người đầu bếp. Nếu không tập trung thì thức ăn sẽ không bao giờ ngon. Nhiều người vẫn biết bếp ăn theo quan niệm ngũ hành là thuộc hỏa. Theo các chuyên gia, không phải cứ bếp thuộc hỏa thì gia chủ cần tăng cho hỏa vượng lên bằng mộc. Lý do, nếu hỏa trong bếp quá vượng thì sẽ dẫn đến xung đột giữa các thành viên trong gia đình, sẽ làm sứt mẻ tình cảm. Theo nguyên tắc tương sinh tương khắc trong ngũ hành, gia chủ cần kết hợp hài hòa giữa các vật liệu để giúp tăng thuộc tính hỏa, đồng thời phải kết hợp với các vật liệu khác để giúp hạn chế bớt thuộc tính hỏa. Như vậy, môi trường nấu bếp sẽ hài hòa hơn và hòa khí trong gia đình cũng được duy trì tốt hơn. Gia chủ cần đặc biệt lưu ý cân bằng yếu tố ngũ hành. Không gian trong phòng bếp luôn luôn hội tụ hai yếu tố phong thủy xung khắc với nhau rất lớn là thủy và hỏa. Vòi nước, tủ lạnh, bồn rửa chén bát tượng trưng cho thủy khí, còn bếp nấu tượng trưng cho hỏa khí. Khi bố trí hai yếu tố này trong không gian phòng bếp nên tuân thủ theo nguyên tắc thủy hỏa bất dung. Nghĩa là bếp nấu nên tránh để trên rãnh, mương, đường nước. Khi đặt vị trí bếp nấu, tránh để ở thế bị kẹp giữa hai thứ có thể mang theo thủy khí như máy giặt, tủ lạnh, bồn chậu rửa bát. Đặc biệt, càng không nên để bếp đun bị kẹt giữa hai bên là nước. Chẳng hạn như bếp ở giữa, một bên là chậu rửa, một bên là tủ lạnh hoặc máy giặt sẽ rất xấu. Cũng không nên để các vật này gần bếp đun, tốt nhất nên để càng xa càng tốt hoặc tối thiểu cũng phải cách nhau ít nhất 20-30cm. Đồng thời, không nên cho bình nóng lạnh hay bình nước phía trên bếp. Nhìn rộng ra, nếu là nhà nhiều tầng thì tầng trên phía trên bếp sẽ không được bố trí là nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc trên bể nước, bồn nước. Nguyên tắc trên của phong thủy không những vận dụng cơ chế sinh khắc của ngũ hành mà còn hoàn toàn có cơ sở khoa học cũng như thực tiễn cuộc sống. Nếu đặt bếp đun quá gần chậu rửa, trong khi đun bếp, ta đồng thời sử dụng chậu rửa sẽ rất dễ làm cho nước bắn vào bếp. Như vậy, không những ảnh hưởng đến việc đun nấu mà còn có thể gây mất an toàn. Chẳng hạn như nước bắn vào chảo dầu mỡ đang sôi sẽ làm dầu mỡ nóng bắn lên gây bỏng, đặc biệt là bắn vào mắt sẽ rất nguy hiểm. Nếu đặt bếp quá gần và đối diện với tủ lạnh, bức xạ và nhiệt lượng của bếp đun tỏa ra sẽ ảnh hưởng đến việc làm lạnh của tủ. Nhất là khi mở tủ để lấy thực phẩm, vừa làm tủ dễ hư, vừa gây tốn điện. Mặt khác, người đứng đun nấu mặt quay về bếp, lưng quay về tủ lạnh sẽ khiến cơ thể cùng lúc chịu ảnh hưởng của hai khối khí nóng, lạnh, chênh lệch rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể bị cảm lạnh, ít nhất cũng gây cảm giác khó chịu. Còn nếu đặt máy giặt gần bếp cũng
có thể làm nước bắn vào bếp đun, ảnh hưởng đến việc đun nấu như đã nói ở trên. Đồng thời, mùi thức ăn có thể bám vào quần áo hay dầu mỡ, dây vào đồ giặt, làm đồ bị dơ. Còn việc đặt bếp trên rãnh nước, mương nước, đường ống nước sẽ làm cho bếp luôn ẩm ướt, ảnh hưởng đến khu vực bếp. Đồng thời, bếp ẩm thấp sẽ là môi trường cho vi khuẩn, côn trùng sinh sống và phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và đến chính thực phẩm cũng như thức ăn khi đun nấu. Nguyên tắc thứ hai, bố trí bếp đựng tàng phong, tụ khí. Xét các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dân gian có câu, vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Lại có câu, đàn ông quản nhà, đàn bà quản bếp. Câu nói muốn thể hiện vai trò của người đàn bà trong gia đình. Qua đó, muốn nói lên vai trò quan trọng của không gian bếp trong bất cứ ngôi nhà nào. Về tâm linh, bếp là nơi táo quân ngự và ngày 23 tháng Chạp hàng năm, thần về thiên đình để tâu trình mọi việc với Ngọc Hoàng. Hóa ra, người cai quản bếp nhưng lại thâu tóm mọi việc của gia chủ. Như vậy, chẳng phải rằng bếp là nơi quan trọng nhất trong bất cứ ngôi nhà nào. Trong cuộc sống, bếp là nơi cung cấp thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Thiếu đủ hỏi thủ kho, đói no hỏi nhà bếp. Bếp là nơi nuôi sống con người về thể chất. Bếp ăn hàng ngày lại là nơi sum họp, duy trì hơi ấm, ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi nếp bếp. Bếp là nơi nuôi dưỡng tình cảm trong gia đình. Bếp đối với người Việt lại càng quan trọng. Vì vậy, bếp là biểu tượng của sự bền vững, của nền nếp trong gia đình, cũng là tượng trưng cho sự no đủ, tượng trưng cho của cải trong nhà. Chính vì thế mà bất cứ ai khi xây dựng hoặc đi mua nhà, một trong những vấn đề quan tâm đầu tiên là không gian bếp. Trong những bài trước, chúng tôi đã trao đổi cách bố trí bếp theo âm dương, ngũ hành, tức là thiên thời, chọn hướng bếp theo tuổi của gia chủ, tức là nhân hòa. Tuy nhiên, như đã nói, bếp là nơi tượng trưng cho của cải, là nơi duy trì ngọn lửa sưởi ấm cho mỗi nếp nhà, nên bếp còn cần phải yếu tố trung hòa, được thiên và nhân, đó chính là địa lợi. Muốn vậy, theo phong thủy, bếp phải được tàng phong, tụ khí. Bếp tàng phong, tụ khí. Theo phong thủy, việc bố trí phòng bếp phải luôn đảm bảo tàng phong, tụ khí, tức là bếp phải là nơi yên tĩnh, kín đáo, tránh các luồng gió thổi trực tiếp hoặc tránh gió lùa, nhưng lại phải thông thoáng. Do đó, phòng bếp cần phải đặt ở nơi đảm bảo ánh sáng hài hòa, phải có cửa thông gió, cao ráo, sạch sẽ, nhưng lại phải tránh gió và tránh bố trí lối đi lại qua gian bếp, vì như thế sẽ làm tán khí. Bản chất của phong thủy suy cho cùng gói gọn ở một chữ khí. Bản chất của khí lại gói gọn trong một câu, đó là gặp gió thì tán, gặp nước thì dừng. Nhưng lại có câu, cổ nhân làm sao cho tụ khí chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng. Như vậy, khí muốn tụ thì phải không có gió, vì gặp gió thì tán. Thế mà phong thủy lại bảo bếp cần có gió tàng phong là cớ làm sao? Thực ra ở đây không hề có ý gì mâu thuẫn, bởi muốn tụ thì trước tiên phải có khí, mà muốn có khí thì khí phải vận được, khí không tự dưng có ở trong nhà, trong bếp. Muốn vận được thì khí phải thông, tức phải có đường khí chuyển và nhờ vào phong, gió để đưa khí đi. Như vậy, phong ở đây đóng vai trò dẫn khí, như trong đông y, thuốc phải có thang thì dẫn thuốc mới đến được các bộ phận trong cơ thể. Nhưng dẫn khí xong rồi thì phong ẩn đi để khỏi tàn khí nên gọi là tàng phong. Tàng là giấu, là ẩn kín. Như vậy, gió chỉ ẩn đi chứ không mất hẳn. Tàng nghĩa là vẫn có phong nên khí vẫn thông suốt. Nói tóm lại, phong thủy khuyên người ta thiết kế phòng bếp phải là nơi kín đáo, yên tĩnh nhưng lại phải thông thoáng và sáng sủa, tránh gió lùa nhưng lại phải tụ được luồng khí tốt. Nguyên tắc thứ ba, bố trí phòng bếp không được để bếp lộ táo. Khai môn kiến táo, tài phú đa đao. Trong dân gian có câu khai môn kiến táo, tài phú đa hao, có nghĩa là cửa ra vào mà nhìn thẳng vào bếp sẽ khiến cho chủ nhà bị hao tốn tiền của. Trong phong thủy còn nói rằng không đặt bếp lộ liễu, nhất là không đặt bếp ở ngay cửa chính hoặc đối diện với cửa chính. Phong thủy cũng khuyên gia chủ không được đặt bếp đối diện với ban công. Các trường hợp này còn gọi là lộ khẩu táo hay đơn giản là bếp bị lộ táo. Bếp lộ táo sẽ bị dương chiếu, phong tán làm cho khí không tụ được. Khí bị tán không những không hút được tài lộc mà ngay cả của cải trong nhà cũng khó giữ, không được bền. Do đó, bếp lộ táo
không những hao tài lộc mà còn ảnh hưởng đến vận may, gây tổn hại sức khỏe cho người trong nhà. Thậm chí, có quan niệm phong thủy cho rằng, trong trường hợp này, người cư ngụ trong ngôi nhà sẽ có xu hướng hướng ngoại, thích ra ngoài hơn là ở nhà nên sẽ dính vào các tệ nạn và ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thực tế có thể thấy, bếp là không gian hoàn toàn riêng biệt, là chuyện nội cung của mỗi gia đình, là nơi cần kín đáo, yên tĩnh. Vì vậy, nếu cửa chính chiếu thẳng vào bếp hay bếp đặt sát ban công sẽ trở nên lộ liễu, sẽ bị người ngoài dòm ngó. Và lại, ban công là nơi đón khí vào phòng, nếu đặt bếp sẽ ngăn cản luồng khí. Đồng thời, gió từ ban công thổi qua khu vực bếp sẽ đưa mùi thức ăn vào khắp nhà, hết sức bất tiện. Còn nói người trong nhà hướng ngoại chỉ là một sự suy diễn chứ không có cơ sở. Tuy nhiên lâu dần, thành quen làm người ta kiêng kỵ. Còn nếu đặt bếp chiếu thẳng cửa chính, không những bị người ngoài dòm ngó mà khi làm bếp, người nhà sẽ đứng quay lưng ra cửa và bị sấp bóng. Như vậy, không những gây bất tiện cho người nội trợ khi làm công việc của mình mà còn khiến họ không quan sát được bên ngoài, nhất là những người ra vào nhà. Điều đó không những làm họ không thể trông nhà mà còn sẽ bị giật mình khi đang chăm chú vào công việc mà có người đi đến sau lưng, gây mất an toàn hoặc chỉ ít cũng ảnh hưởng đến bệnh thần kinh, lâu dần có thể sinh bệnh. Một số điều kiêng kỵ khác trong nhà bếp. Thứ nhất, kiêng để sau bếp là khoảng trống. Bếp đun nên tựa vào tường, sau bếp không nên là khoảng trống, không có tường, thậm chí cũng không đặt bếp đun tựa lưng vào cửa sổ, cửa kính. Thứ hai, kiêng dùng ánh sáng mờ ảo cho gian bếp. Bếp là không gian quan trọng, có vị trí đặc biệt trong ngôi nhà. Vì vậy, khi thiết kế cần phải chú ý đến độ sáng và không gian trong nhà bếp. Tốt nhất là nên tận dụng ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, lại không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bếp. Nếu không thì cũng nên dùng đèn có ánh sáng mạnh như đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt. Tiếp theo, không để thùng rác lộ liễu. Phong thủy cho rằng nếu đặt thùng rác vào những vị trí lộ liễu sẽ làm cho sinh khí bị hao tổn. Mặt khác, vừa làm mất mỹ quan, vừa có thể ảnh hưởng đến vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, thùng rác nên đặt vào góc khuất, cách xa bếp đun, tủ lạnh và nơi chế biến thức ăn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.